Mỹ Hạnh xin kính chào quý khán giả. Đây là phần tin tức của chương trình SBS Canada do Thời báo thực hiện và sau đây là những bản tin đáng chú ý. Thị trưởng Rockford nhập viện điều trị ung bướu vùng bụng. Tìm thấy con tàu mất tích cách đây 170 năm. Học phí đại học tăng gấp 3 lần trong 2 thập niên qua. Bão tuyết bất thường khiến thành phố Calgary tê liệt. Công nhân viên sống theo từng tấm chi phiếu lãnh định kỳ. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thị trưởng Rockford nhập viện điều trị ung bướu tại vùng bụng. Bác sĩ Ruben Devlin, giám đốc điều trị bệnh viện Humber River và gia đình ông Rockford ngày thứ Tư 10 tháng 9 xác nhận thị trưởng Toronto 45 tuổi đã chuyển vào bệnh viện để điều trị khối u ở vùng bụng. Nghị viên Doug Ford, anh của ông Rockford, cho biết trong 3 tháng qua, ông Ford thường than đau bụng nhưng sáng thứ Tư vừa qua, ông lên cơn đau dữ dội và phải đi khám bác sĩ gia đình. Cùng ngày, bác sĩ đã chuyển ông đến bệnh viện sau khi CT scan chụp quét các lớp bằng hệ thống điện toán, computer tomography. Các bác sĩ phát giác có một khối u không nhỏ ở vùng bụng. Bác sĩ Ruben Devlin cho biết ông Rockford sẽ được thử nghiệm sinh thiết biopsy trong vài ngày tới, nhằm xác định chính xác tình trạng của loại bướu để bệnh viện có thể hoạch định phương pháp điều trị. Trước đây, theo bệnh sử được công bố, năm 2009, thị trưởng Rockford đã phải nhập viện các khối u trong ruột thừa, điều trị sỏi thận vào năm 2011 và có vấn đề với cổ họng do bệnh hen suyễn gây ra vào năm 2012. Tháng 11 năm ngoái, thị trưởng Rockford thú thật đã sử dụng ma túy hơn một năm, ông luôn phủ nhận. Đầu năm nay, ông Rockford đã nghỉ giả hạn trong 2 tháng để từ bỏ rượu và ma túy tại trung tâm cai nghiện. Bác sĩ Brett Benchett thuộc hệ thống Rouge Valley Health cho biết với trọng lượng thân thể lên đến hơn 300 cân và có tiền sử sử dụng rượu cùng với ma túy, việc phẫu thuật khối u sẽ phức tạp và có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đến sáng ngày 11 tháng 9, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy ông Rockford đã rút tên ra khỏi cuộc đua chức vụ thị trưởng được tổ chức vào ngày 27 tháng Giêng sắp tới. Hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc tranh cử lần này, bà Olivia Chow và ông John Tory, đều cầu chúc ông Rockford sớm bình phục. 2 giờ trưa thứ Sáu ngày 12 tháng 9 sẽ là hạn chót ghi danh ứng cử thị trưởng. Trong trường hợp ông Rockford rút lui, có thể nghị viên Dufford, anh của ông Rockford, sẽ thay thế ông để trở thành ứng cử viên chức vụ lãnh đạo thành phố Toronto, ra tranh cử với số phiếu của những cử tri ủng hộ ông Rockford. Tìm thấy con tàu mất tích cách đây 170 năm. Một trong hai chiếc tàu thám hiểm Anh bị mất tích tại Bắc Cực từ 168 năm trước đã được tìm thấy. Dưới sự chỉ huy của đề đốc John Franklin cùng với thuyền trưởng Francis Crozier, hai chiếc tàu HMS Erebus và Terror HMS đã rời Anh Quốc vào ngày 19 tháng 5 năm 1845 với thủy thủ đoàn là 134 người, có sứ mạng tìm kiếm hành lang xuyên qua vùng Tây Bắc, đi từ hướng Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương qua biển Bắc Cực. Văn phòng phủ thủ tướng Stephen Harper ngày 9 tháng 9 đã phổ biến thông cáo. Mặc dù Canada chưa biết rõ đó là thuyền hoàng gia HMS Erebus hay là thuyền MSH Terror, nhưng chúng tôi đã có nhiều thông tin để xác định tính đích thực của con thuyền. Canada đã khám phá địa điểm con thuyền bị chìm vào ngày 7 tháng 9 bằng một tàu lặn tự hành. Thủ tướng Harper nhắc lại, các cuộc thám hiểm này đã đặt nền tảng cho chủ quyền của Canada tại Bắc Cực. Kể từ khi đảng bảo thủ cầm quyền vào năm 2006, Thủ tướng Harper đã xem dự án khám phá cuộc chinh phục Bắc Cực của đề đốc Franklin là một trong những ưu tiên của chính phủ Canada. Từ năm 2008, các nhóm chuyên viên khảo cổ của Canada với sự trợ giúp của lực lượng tuần duyên Canada đã thực hiện 6 cuộc khảo sát quy mô ở vùng Bắc Cực. Thuyền Erebus và Terror, biểu tượng của Hải quân Anh vào thời kỳ đó, được nhìn thấy lần cuối vào vịnh Baffin vào tháng 8 năm 1845. Hai con thuyền bị mắc kẹt ở băng hơn một năm rưỡi. Ngày 11 tháng 6 năm 1847, thuyền trưởng John Franklin và 23 thủy thủ đã qua đời. Ngày 24 tháng 4 năm 1848, 105 người còn sống sót đã rời bỏ thuyền và đi bộ về hướng đất liền. Không một ai trong nhóm này sống sót và hai con thuyền bị băng giá nhấn chìm.
Theo Thủ tướng Harper, sự kiện phát giác con thuyền đầu tiên chắc chắn sẽ đưa đến việc tìm thấy con thuyền thứ hai và biết được nhiều hơn điều gì đã xảy ra đối với đoàn thám hiểm của Franklin. Học phí đại học tăng gấp 3 lần trong 2 thập niên qua. Trong 4 năm tới, sinh viên Canada sẽ cần phải có tiền nhiều hơn để học tại các trường đại học do mức chi phí hàng năm. Dự đoán sẽ tăng thêm 13% trên mức trung bình, hiện nay là 7.755 đô la, cao gấp 3 lần so với 20 năm trước đây. Tường trình do Trung tâm Canada nghiên cứu các chính sách thay thế, Canadian Centre for Policy Alternative, CCPA, công bố vào ngày 10 tháng 9, dự đoán sinh viên tỉnh bang Ontario sẽ phải trả mức học phí trung bình trọn năm là 9.483 đô la trong năm học 2017-2018, tăng gấp 4 lần so với cách đây 2 thập niên. Bà Erica Shaker, giám đốc phụ trách các dự án giáo dục của CCPA, cho biết học phí cao đang tạo ra áp lực tài chính lớn đối với sinh viên và các gia đình, gây căng thẳng hơn cả áp lực về học hành và thi cử. Tuy nhiên, tiền học phí tại các tỉnh bang không đồng đều. Tỉnh bang Newfoundland và Labrador có mức học phí thấp nhất, chỉ tăng 2.888 đô la trong năm học 2017-2018. Tuy nhiên, tính theo tỷ lệ, mức tăng ở tỉnh bang này tương đối cao, tăng 35% so với 20 năm trước. Lý do khiến học phí đại học ngày càng tăng là do đầu tư của chính quyền vào lĩnh vực giáo dục đại học và cao đẳng tại các tỉnh bang ngày càng ít. Doanh thu của các trường đại học giảm sút, trong khi đó chi phí giáo dục lại tăng. Việc thiếu kinh phí buộc các trường đại học phải thu thêm các khoản thu bổ túc bắt buộc đối với sinh viên, vì khoản lệ phí này ít chịu sự khống chế của luật lệ. Tỉnh bang Alberta là nơi có mức lệ phí bổ túc bắt buộc cao nhất, thấp nhất là tỉnh bang Newfoundland. Jessica McCormick, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Canada cho biết học phí tăng khiến sinh viên khó dành dụm để trả tiền học phí. Nhiều sinh viên phải đi làm toàn thời gian hoặc bán thời gian trong mùa hè hoặc quanh năm nhưng vẫn phải vay nợ mới có thể trang trải được học phí. Một cơn bão tuyết trái mùa đã đổ xuống thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, miền Tây Canada suốt 3 ngày qua, khiến nhiều khu vực bị mất điện, trường học đóng cửa và nhiều chuyến bay buộc phải đình hoãn. Tuyết bao phủ thành phố từ sáng thứ Tư ngày 10 tháng 9, hơn 70 khu vực và 18.000 gia đình và cơ sở thương mại không có điện năng sử dụng. Cây cối bị ngã khiến dây điện bị đứt, hệ thống chuyển tải điện ngưng hoạt động. Cảnh sát đã phong tỏa những khu vực có thể gây nguy hiểm đến người dân địa phương. Có tất cả 17 chuyến bay đi và đến Calgary bị hủy bỏ. Các thông báo khẩn cấp gọi 911 chỉ giới hạn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng hoặc liên quan đến hệ thống tải điện. Hệ thống 311 trong ngày thứ Tư vừa qua đã nhận được hơn 1.000 cú điện thoại của cư dân Calgary báo cáo về những thiệt hại do bão tuyết gây ra. Thành phố Calgary đã phải thiết lập Trung tâm ứng phó khẩn cấp Emergency Management Center để giải quyết ưu tiên các trường hợp cấp cứu. Lượng tuyết tại Calgary lên cao đến 10-15cm, nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại khu vực này sẽ thay đổi trở lại với mức bình thường 10 độ vào ngày 11 tháng 9. Công nhân viên sống theo từng tấm chi phiếu lãnh định kỳ. Hiệp hội Lương bổng Canada, Canadian Payroll Association, CPA cho biết đời sống công nhân viên Canada hiện đang gặp khó khăn. CPA trong cuộc khảo sát thường niên lần thứ 6, sau khi thăm dò ý kiến hàng ngàn công nhân viên trên toàn quốc, cho biết người lao động Canada không có dư tiền tiết kiệm khi về hưu, sống với từng tấm chi phiếu lãnh định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần. Tường trình nói trên xác nhận 51% số người được phỏng vấn nói họ sẽ gặp khó khăn nếu bị lãnh lương trễ hơn một tuần, tăng so với tỷ lệ 49% trong 3 năm qua. Đối với những người trong hạng tuổi 18-29, tỷ lệ này lên đến 63%, hơn 26% nhìn nhận rằng họ không thể có được 2.000 đồng để chi phí trong các trường hợp khẩn cấp. Khảo sát của CPA còn cho biết hơn phân nửa số người được tham khảo nói họ chỉ tiết kiệm được 5% tiền lương dành để về hưu trí thay vì 10% như các chuyên viên tài chính khuyến cáo. Và 79% dự định chỉ về hưu sau 60 tuổi trở lên, tăng từ mức 70% trong 3 năm qua. Chương trình của SBTN Canada hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình này qua trang mạng sbtncanada.com.
Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Mỹ Hạnh xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.